nhưng không kịp. CTC đã đuổi quá nhanh. Chơi không? Vâng, đây là nước đánh bài bản của CTC. Lên tượng. Tức là không chơi. Dí lên. Bình tĩnh xem nào. Lên đấy. Chưa ăn gì được. Chúng thấy là chưa thể đánh nhanh thắng nhanh được. Ván này lại phải chậm thôi. Về mã cũng về, lại lên tốt, toàn lên cho máu. Về mã lừa nước chiếu thế nào, chắc là anh sẽ nhìn ra thôi. À đây, dí lên mình sẽ chui vào đây luôn, khá dị, bắt xe luôn. Gì đấy á, ôi thôi hỏng rồi, hỏng rồi. Không, đòn combo chiếu hết rồi, nước bay mã rượu quá. CTC đã hơi vội vàng nhưng mà không sao, ván này mình sẽ thắng thời gian. Rồi, chúng ta thấy con tốt rất quan trọng để chia cắt cánh vua cánh hậu của bên đen. Thôi, dí lên thôi. Lên xe, lên đây thì sao, chơi luôn, chơi luôn. Vâng, liệu CTC có thể chiến thắng bằng thời gian không? Chiến thắng thời gian có vẻ khả thi. Ăn luôn một quân mã trung tâm rồi. Ui rồi, và xe ra đấy cũng chưa làm gì đâu. Rồi, hai quân giữ quân tốt trắng này, quân tượng này không thể tấn công được. Vâng, như vậy có vẻ CTC đang tiến gần đến mục tiêu thắng thời gian. Che vào á. Gớm nhỉ. Này che vào này.
xem chú tre thì xong sao nữa. Về đấy. Tre này. Ăn đi. Rồi. Vậy là CTC đã thành công. Mục tiêu út thôi chết rồi, hai nước mà. Dị thế nhỉ. Thôi. Dị thật. Chơi bài này vậy. Vâng, khai cuộc mới. Nhưng mà cao thủ Đức Elo hơn Naika. Vâng. Anh có vẻ hơi bất ngờ vì khai cuộc này của CTC. Cũng dễ hiểu thôi. Vì chính CTC cũng bất ngờ. Tiêu diệt ngay. Tiêu diệt ngay. Lên đấy. Đây rồi. Ơ, à tốt này tưởng giữ. CTC. Chính mình không quen với khai cuộc này. Vào đấy. Lên đây thì sao? Anh phải dùng hạ sách này vậy. Con tượng đứng đây bí rồi. Bị chặn bởi chuỗi tốt rồi. Phải giật về để chui lên đây thôi. Hơi sai lầm. Vâng. Cao Thủ Đức vẫn đang tính toán. Chưa biết anh nghĩ làm gì. Chẳng anh định lên hậu đây. Mình ăn thì sẽ chui xuống chiếu vào vua. Tượng hào hậu sẽ ăn mã. À không ăn được. Không ăn được, không ăn được. Ok. Vậy là anh có lẽ anh sẽ chui mã ở đây thôi. Anh đang tính là hy sinh mã nhưng mà khó. Vâng. Thời gian đang đi dần đến những phút cuối. Lựa chọn an toàn. Lên mình. Cũng lên. Vâng, như vậy là mình đã đổi được quân tượng yếu. Rồi, Cao Thủ Đức chỉ còn có 35 giây.
Anh vẫn muốn giữ lại à? Giữ lại. Không đổi nữa. Này đây. Không đổi nữa. Vâng, CTC cũng chỉ còn có 45 giây. Không hề vớ vẩn. Rồi rồi. Đổi tượng thôi. Bây giờ xem ai nhanh hơn nào thôi. Vâng, có lẽ CTC nhanh hơn. Đây rồi. Lại một chiến thắng cho CTC. Tuyệt vời.